tôi cho rằng là cái hợp tác hiện nay giữa công ty cổ phần vaccine Việt Nam và công ty dược phẩm Pháp Sanofi là một cái sự tiếp nối rất là có biểu tượng cao cho cái hợp tác rất là truyền thống giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực dược phẩm. Và cũng có thể nói thì cái chương trình hợp tác hiện nay, cái dự án xây dựng nhà máy vaccine tại Việt Nam giữa hai bên, nó cũng thể hiện một cái bước đi mới để vươn lên cái tầm cao mới trong hợp tác, và nó cũng đáp ứng rất là nhanh, nhạy đối với cái nhu cầu hiện nay về chăm sóc sức khỏe cũng như phát triển y tế tại Việt Nam. Tôi cũng qua sự kiện này chúc cho cái hợp tác y tế, hợp tác dược phẩm giữa Việt Nam và Pháp thì ngày càng phát triển hiệu quả hơn. Nó cũng đáp ứng được cái tinh thần của các trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao Ca với lãnh đạo cấp cao Pháp trong chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.